Hello mọi người, hiện tại mình đang ở trong thang máy của chung cư Sài Gòn Sao thuộc Phú Mỹ Hưng. Đây, trong thang máy đây. Thì ở đây bên Phú Mỹ Hưng có ghi cái một bảng bảng thông báo khẩn và dịch thành Information Urgent. Và cái lỗi sai mà bạn mình đến đây chơi ở nơi mình ở đã phát hiện sau khi mình nghĩ không để ý, thì đó là một cái điều gì thật là đôi khi cảm thấy là ngớ ngẩn của cái Phú Mỹ Hưng. Khi mình kiểm tra lại thì cái urgent là tính từ, nó không có dạng danh từ, mình cứ nghĩ là có dạng danh từ cơ, thì đáng lẽ sẽ phải là urgent information. Đấy, một cái lỗi sai rất gì là cơ bản, tính từ đứng trước danh từ. Thì hy vọng ấy, qua cái này mình đã ra khỏi cái ra khỏi cái thang máy ấy. Thì hy vọng không biết là Phú Miên có sửa lỗi này không. Đấy, mình sẽ report lên cho Phú Mỹ Hưng. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.